Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm cái video để giới thiệu những các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến bất kỳ cái sân chơi nào, các bạn cần luôn cho tôi một cái bộ bài như này là các bạn có thể chơi được, bịp được luôn, nhìn cái bài như bài ngửa luôn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng của Mỹ 9D nhìn xuyên bài và cái kính hộp nhôm của Nhật Bản và kính hộp gỗ của Mỹ. Đấy, đây là ba cái sản phẩm là bán rất là chạy và hiệu quả, độ bền cao của bên công ty của chúng tôi. Tôi thì có hai trụ sở chính, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để mà nhân viên tư vấn, mà các bạn có thể qua trực tiếp về hàng test luôn. Đấy, thì đây. Đây, trước mặt các bạn này kính Mỹ 9D này. Đấy. Nhập khẩu từ Mỹ này, USA này. Đây, bên trong thì có chứa một cái nọ đựng cái mắt len, mắt trọng ấy, và một cây đeo. Đây là cái cây đeo kính nhé. Còn đây là cái hộp này mà các bạn đi xa thì các bạn đụng vào nó. Thì cái cách thức chơi của cái kính này rất đơn giản thôi. Còn nó có thể nói là cái đồ bịp hiệu quả nhất và dễ chơi nhất. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cái cấu tạo của cái kính này. Thấy bên trong cái lọ kính này, các bạn dùng cái tăm bông máy này, các bạn lấy ra này, đây. Đây là cái kính áp tròng để các bạn đeo mắt này. Đấy, thì có nhiều bạn là câu hỏi là màu như này thì đeo mắt có lộ không ạ? Mình sẽ khẳng định luôn các bạn là khi đeo mắt á là nó trùng với màu mắt luôn. Cái cách đeo rất đơn giản này. Đây các bạn chỉ cần đặt lên cây đeo như này. Đấy là bằng lụa nhá. Đây là hai cái mắt này. Mình sẽ giữa tay cả này. Đấy. Nó bằng lụa thì nó rất là bền luôn đây. Các bạn nhìn kỹ này. Khi các bạn để như bạn úp thẳng mắt thì nó sẽ tự động nó khớp vào cái mắt của các bạn. Để các bạn nhìn bài. Nhìn bài là như bài ngửa luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này và cái camera để các bạn thấy khi mà các bạn nhìn bài nó sẽ như nào nhé. Đây. Thì đây là một cái bộ bài đớp bờ cao hoàn toàn là bình thường khi mà chưa đeo kính áp tròng. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo kính áp tròng vào cái mắt camera khi mình đang quay nó sẽ nhìn nào. Tất nhiên là thì là khi mà các bạn đeo vào mắt của các bạn sẽ có rõ gấp 10 lần khi mình đeo cái kính thử này vào cái mắt camera nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét này. Các bạn nhìn thấy đây là ống ca này. Đấy, mình sẽ cho bạn xem này, Q này. Đấy, con gì này, con 10, 10 là cái dấu cộng này. Đấy. 9 là cái móc chìa khóa này, chỉ có hai con này khác biệt nhất thôi. Đấy, 8 này. Các bạn nhìn chưa? 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái này có thể phân được cả chất luôn các bạn nha. Đây mình sẽ lấy cho các bạn 4 con chất là khác nhau là này. Để mình chỉ cho các bạn này, 4 con K đi. Sẽ lấy 4 con K có chất khác nhau này nha. Để mình chỉ cho các bạn nha. Khi các bạn chơi, các bạn nhìn chất là rất là ok, dễ luôn. Đây là con chuồn này. Và một con... sẽ lấy 4 con ca đi. Đây. Cho chỉ các bạn xem này. Đấy, sự khác biệt này. Con bích thì là nó sẽ không có một cái gì luôn. Đây hẳn như con bích này. Đấy. Con này, đây mình đánh dấu bên góc này. Bạn nhìn thấy chưa, cái chấm chưa? Thì là con cơ. Và đánh chấm bên tay trái này là con rô. Và ở trên này là con chuồn, con tép. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi chơi mà các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa này thì các bạn sẽ chiến thắng 100%. Đấy. Rất là dễ chơi và hiệu quả. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Nhưng mà khi bỏ kính ra lại như trở về bình thường này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy, cứ được lưu ý cho mình này. Khi bạn đi chơi, bạn nhìn thấy bài ngửa này, bạn áp dụng cho tất cả các môn bài ở Việt Nam. Với cái mẫu bài ấy, thì mình cũng nói luôn là phải đi kèm với kính bên nhà mình nhá. Thì cái sản phẩm kính áp tròng 9D này nó có rất nhiều ưu điểm, đó là đeo mắt êm này, thời gian đeo dài và nhìn bài là siêu nét luôn. Và cái mẫu bài thì các bạn chơi tất cả các vùng miền, các bạn chơi mẫu gì nhà mình đều có để cung cấp cho các bạn nhé. Chẳng hạn như mẫu 2K2001 này là cái mẫu phổ thông thị trường ở Việt Nam. Đấy, bán theo cây như này, đây là một cây 10 bộ như này. Và cái mẫu tiếp theo là mẫu đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Rồng đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, rồng vàng. Các bạn nhìn đi. Và đặc biệt các bạn ở đi xuất khẩu lao động nước ngoài như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc thì bên mình đặt nhận làm riêng. Và có những cái mẫu bài nhựa, đấy, bài nhựa nước ngoài như này, đây bằng nhựa, nhưng mà nhựa nó ni lông nhá.
đây bài xanh này, mẫu bài đó là mẫu bài sơ như này đấy, các bạn chơi thì mẫu đồ bịp thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng. Thì còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện hoặc là đường xe về ship đến các bạn, các bạn nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì đã thanh toán cho đơn vị giao hàng. Thì cái video tiếp theo thì bên nhà mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy đánh bài mã vạch. Thì các bạn lưu ý cho mình một cái quan điểm rõ ràng như này: khi các bạn đi mua hàng á, các bạn lên đến những cơ sở lớn như mình để được hàng hóa, thứ nhất là giá tận gốc này, cái thứ hai là có địa chỉ rõ ràng để bảo hành cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đây được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn, các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này, các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc có trên 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nhé. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã đặt cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy, 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy, yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi lại báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà lại không qua được rồi.
Tiếp theo kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CNC 700 mới nhất hiện nay luôn, kép cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá đây. Đặt cả báo này, máy báo ba này, một binh sáu lá nào trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, bài 1, 2, 3, mấy bài ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này. Đấy, đây là 9, 5, đấy, chia là, xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy, thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đấy. Là lớn nhất. Những nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba, mày báo ba bốn người chơi. Đấy, các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng 100% luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn.